Lợn dụng điều kiện tự nhiên có nhiều thuận lợi, những năm qua, người dân trên địa bàn huyện đã phát triển chăn nuôi dê. Hướng đi này đã và đang đem lại hiệu quả kinh tế, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Nhận thấy hiệu quả kinh tế từ chăn nuôi dê đem lại, năm 2018, anh Hoàng Văn Hiệp ở xóm Đồng Vinh, xã Điểm Mặc đã mạnh dạn chuyển từ chăn nuôi lợn, gà sang đầu tư phát triển mô hình chăn nuôi dê thương phẩm. Anh cho biết nuôi dê ổn định và an toàn hơn một số loại vật nuôi khác, thời gian nuôi cũng ngắn hơn, nguồn thực phẩm cũng thuận tiện nên giảm chi phí và đem lại thu nhập cao hơn. Hiện nay trong chuồng của gia đình anh lúc nào cũng có từ 30 đến 40 con dê, mỗi lứa cho thu nhập khoảng 15 triệu đồng. Trong thời gian tới, anh Hiệp sẽ tiếp tục mở rộng quy mô chuồng trại để đáp ứng số lượng dê thương phẩm xuất ra thị trường, đồng thời hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi cho người dân quanh vùng đang muốn khởi nghiệp từ mô hình này. Ngày xưa chưa nuôi dê thì mình cũng cảm thấy là nó làm nuôi con lợn, con gà các thứ thì nó không đạt lắm, hiệu quả lắm. Nhưng mà từ cái khi mà anh chuyển sang cái con dê này là cảm thấy là nó ổn định hơn, mà nó cũng nhanh lứa hơn, mà nó cái độ an toàn của nó cũng cao hơn, nó không như là mình nuôi con lợn đấy. Nếu mà như tôi ở đây làm thì một năm tính nuôi được khoảng 3 lứa, thì mỗi lứa được khoảng, mình nuôi ít thế này thì nó mỗi lứa khoảng 30 triệu, thì một năm nó chỉ được khoảng, tính chia trừ hết chi phí đó cũng được khoảng 100. Nếu mà về con dê thì theo mình nghĩ là cái thứ nhất là cái độ kháng bệnh tật của nó cũng cao này. Và cái thứ hai nữa là các cái đồ ăn của mình là mình cũng vẫn tận dụng được. Đấy, không phải là 100% để mà mình mua cái thức ăn bên ngoài, nên là nó cũng giảm được cái chi phí mình đầu tư vào. Mà nó cũng mang được cái lợi nhuận là cũng gọi là cũng cao hơn các con khác. Ngoài chăn nuôi dê, anh Hoàng Văn Hiệp cũng nuôi thêm bò, trồng chè và lúa để tạo nguồn thu nhập ổn định và phong phú cho gia đình. Năm 2021, gia đình anh đã tham gia hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ Điểm Phát, xã Điểm Mặc để phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm chăn nuôi và cùng địa phương xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, xây dựng nông thôn mới. Một số cái mô hình, đặc biệt là mô hình chăn nuôi bộ béo dê thương phẩm này, thì Ủy ban xã cũng xác định đây là một trong cái hướng làm ăn mới, bởi vì riêng cái chăn nuôi dê này thì nó chỉ mất khoảng thời gian là 3 tháng thôi. Trong 3 tháng đấy, nếu như giá cả nó thuận lợi mà dịch bệnh nó không bùng phát ấy, mà hàng hóa xuôi được ấy, thì mỗi một con dê đấy người ta nó lãi từ 800 đến 1 triệu tư. Đấy thì qua những cái mô hình đấy phát triển, hội gia đình đóng góp vào cho địa phương rất là nhiều, đặc biệt là cái liên kết sản xuất. Tới đây thì Ủy ban xã đang định hướng và đang kêu gọi các cái nguồn để xây dựng một cái mô hình liên kết chăn nuôi tiêu thụ dê thương phẩm và dê sinh sản ở trên địa phương. Thời gian tới, xã Điểm Mặc sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân tận dụng điều kiện tự nhiên để đẩy mạnh phát triển chăn nuôi dê, đặc biệt là tăng cường tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật về nuôi dê và mở rộng theo hình thức chăn nuôi dê nhốt chuồng, vỗ béo, góp phần tăng thu nhập cho bà con, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới.